Đôi khi anh em gặp một cái lệnh kết nó quá dài, nó không có một lệnh tắt, hoặc là một cái lệnh nào đó mà anh em cần lưu ý trước khi thực hiện bóc tách khối lượng, hay trước khi làm một cái việc gì đó mà anh em phải thực hiện cái lệnh đó, thì anh em cũng có thể đưa nó lên cái menu này bằng cách là anh em tạo ra cho nó một cái clip mà gọi là gọi cái lệnh này ra. Anh em sẽ làm như sau. Giả sử bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh make current này nhé. Ví dụ chúng ta đang ở layer số 1 là layer hiện hành đúng không? Bây giờ tôi chọn cái layer 2 này. Anh em muốn cho layer 2 là hiện hành, anh em bấm vào đây. Đúng không? Đó. Thì bây giờ nó chuyển về layer 2 rồi. Tuy nhiên thì cái thao tác này nếu như chúng ta cứ phải kích chuột thì nó có vẻ là chậm đúng không? Bây giờ anh em muốn bấm cho nó một phím tắt nào đó để nó sẽ để make current luôn. Ví dụ anh em chọn này, anh em tôi bấm 5 nhé. Tôi đang để 5 năm. Đó thì bây giờ ba nó về current rồi đúng không? Chọn cái 4 nhé, chọn cái 4 này. Bây giờ bấm 5 này. Đó, thì cái 4 này về current rồi đúng không? Thì đây chỉ là cái cách chúng ta học trong bài học này. Tạo ra một cái clip mà gọi cái lệnh kết nó như này. Bây giờ anh em có thể F2. Đó. Anh em tìm đến đây. Sau cái dấu comment, sau cái dòng comment này nhé, chính là cái lệnh của get nó gọi ra. Thì anh em để ý nhé, chỗ này cái layer curl này, chỗ này anh em phải copy tất bao gồm cả gạch nối này nhé. Đó, đây chính là toàn bộ lệnh này. Đó thì bây giờ anh em vào một cái file lsp, hoặc là anh em mở notepad ra, anh em tạo ra một cái file notepad bình thường như này, file new như này. Đó, bây giờ anh em hãy xem cái clip mà tôi đã tạo ra. Đây, anh em hãy xem nhé. Nó rất đơn giản như vậy thôi. Anh em đặt cái lệnh mở ngoặc này, define c, xong hai chấm này, 5 năm đúng không? Mở ngoặc, đóng ngoặc, anh em tiếp tục, anh em gõ vào comment, xong rồi anh em nháy này. Sau paste cái lệnh chúng ta vừa copy vào, xong rồi em đóng ngoặc, bỏ nháy vào đây. Đó, anh em đóng vào cái cú pháp này. Đó, thì đây chính là cách gọi lệnh make current nó vừa xong đó bằng phím tắt 5 năm. Đó, tương tự như vậy anh em có thể làm cho một cái lệnh bất kỳ, ví dụ như là lệnh overkill đúng không? Lệnh overkill là lệnh xóa tất cả những cái đối tượng trùng lặp. Anh em có thể làm như sau, ví dụ anh em tôi vẽ thêm một đoạn ngắn này nữa trùng đây. Đó, bây giờ tôi muốn xóa những cái lệnh trùng lặp, những cái đoạn đoạn thẳng trùng lặp ở cái hai đối tượng này đi, thì anh em có lệnh overkill. Nó không có lệnh tắt ngắn chẳng hạn, anh em cũng phải có dài này thì có thể gặp khó khăn đúng không? Anh em chọn này. Đó, sau đó anh em ok. Thì nó xóa mất cái đoạn ngắn rồi đúng không? Thì anh em F2 tiếp nhá. Đó, anh em tìm đến cái lệnh đây, sau cái comment này này. Chính là lệnh chúng ta. Đó. Nó chính là cái này đúng không? Anh em copy cái này. Đó, sau đó anh em cũng làm tương tự thôi, anh em điền cái cấu trúc này vào đúng không? Tương tự như trên này này. Define C hai chấm xong. Anh em đặt lệnh tắt là gì, OVK cho nó ngắn, hoặc là bất kỳ một cái lệnh nào cũng được nhé. Xong rồi anh em tiếp theo anh em cho cái này vào đúng không? Cái này là lệnh chúng ta vừa copy này, lệnh đầy đủ đó. Đó, tương tự cái cấu trúc như này này. Đó, thì anh em sẽ có một cái clip gọi là gọi cái lệnh từ trong OK ra dạng một cái lệnh nó ngắn gọn hơn như thế này. Đó, như trong cái menu liquid tôi thì cái lệnh overkill này rất rất là quan trọng. Ví dụ anh em muốn xuất tất cả những thuộc tính đoạn thẳng, hoặc là những cái nào đó trùng nhau ấy, đếm những cái đường tròn cặp chẳng hạn, mà anh em không overkill trước khi xuất sang Excel ấy, thì có thể đâu đó có những nét đường tròn, những cái cặp trùng lặp nhau hai lần thì khối lượng nó sẽ sai, hoặc là thậm chí những cái text nó trùng nhau hai lần, hai chữ T hai chữ N nó trùng nhau đúng không? Cái đó hoàn toàn có thể có rất nhiều trường hợp mà như vậy, thì anh em phải dùng cái overkill này trước để sau đó thì anh em mới xuất tất cả số liệu đó sang Excel thì nó sẽ không bị bao giờ bị lỗi sai khối lượng nữa. Anh em hình dung ra chỗ này chưa? Đó, đây là một ý nghĩa rất là quan trọng. Tương tự như vậy trong cái này tôi cũng có đây này. 5 năm là chuyển về lên hành này, make current đúng không? Tôi vừa làm xong đó. Anh em chọn này, anh em bấm 5 năm này. Anh để chỗ này nhé. Đó, nó về 5 rồi đúng không? 5 năm này. Đó, nó về 2 rồi đúng không?